Xin chào anh chị. Chào mừng anh chị và các bạn trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 8 tháng 11. Cũng nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 9 tháng 11 năm 2021. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. Hai cái phiên giao dịch gần đây nhất là thứ 5 và thứ 6 tuần trước thì mình bận, mình cũng không làm video được. Tuy nhiên là mình cũng có làm cái file Excel và gửi tặng các anh chị cái file Excel như này hàng ngày ở trong cái nhóm Zalo chung cũng như cái nhóm Telegram. Hôm nay thì mình trở lại rảnh hơn thì mình làm cái video, mặc dù hôm nay cũng khá là muộn rồi, bây giờ cũng là 10 giờ rồi. Đầu tiên thì đi vào cái nội dung thị trường thì anh chị có thể thấy là thị trường thì tiếp tục mua vào khá là mạnh mẽ đúng không? Các anh chị thấy có thể thấy là chỉ số VN-Index thì là hôm nay tăng 0,8%. Khối lượng tương đối lớn anh chị nhé, tương đối lớn. Tuy nhiên so với hai cái phiên phân phối này thì nó thấp hơn, nhưng mà so với những cái phiên khác là cơ bản cũng khối lượng cũng rất là lớn. Phiên 30 thì khối lượng cũng tương đối lớn anh chị nhé, tương đối lớn. Hôm nay mua vào là tăng 0,3%. HVN-Index thì tiếp tục là vượt các đỉnh cũ với khối lượng mức độ trung bình. HNX Index thì tiếp tục vượt các đỉnh cũ với khối lượng trung bình. Như vậy thì thị trường ở đây các anh chị thấy là nó vẫn trong một cái xu hướng lên rất là rõ nét anh chị nhé, trong một xu hướng lên rất là rõ nét. Thậm chí chúng ta có thể thấy rằng là các anh chị nhìn thấy đây là trường của chúng ta đang chạy nước rút nhé, các anh chị đang chạy nước rút. Với cái giai đoạn thị trường hiện nay thì chúng ta sẽ đánh giá nó ra làm sao và các cái chiến lược của chúng ta là như thế nào. Thì đương nhiên là thị trường trong cái xu hướng lên thì chúng ta sẽ phải là nắm giữ chặt cổ phiếu anh chị nhé. Về mặt nguyên tắc chúng ta sẽ nắm giữ chặt cổ phiếu. Và khi thị trường chạy như thế này thì chúng ta có thể mua cổ phiếu hay không? Đương nhiên chúng ta có thể mua cổ phiếu bởi vì nó rất là an toàn thì mua cổ phiếu. Thậm chí giai đoạn này có thể giúp cho anh chị kiếm tiền rất là nhanh chóng anh chị nhé. Bởi vì khi thị trường giai đoạn gọi là chạy nước rút như thế này thì hầu như rất nhiều nhóm ngành nghề cổ phiếu đã tăng rất là mạnh. Các chị có thể thấy lát chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Rất là nhiều ngành tăng rất là mạnh. Số lượng cổ phiếu tốt thì anh chị thấy nó nở ra rất là mạnh. Số lượng cổ phiếu tốt này lên đến 413 cổ phiếu này. Các anh chị thấy gần như nó tăng rất là mạnh từ tháng 3 trở lại đây, mặc dù có những cái giai đoạn đỉnh sóng trong những giai đoạn điều chỉnh, nhưng số lượng cổ phiếu tốt nở ra như thế này thì mình thấy rằng là có rất nhiều dòng cổ phiếu và rất nhiều cổ phiếu nó đang thể hiện rất là mạnh mẽ, rất là rực rỡ đúng không, giống như là một giai đoạn vào một cái mùa xuân á. Các anh chị thấy gần như là rất nhiều những cái loài hoa nó khoe sắc rất là rực rỡ đúng không ạ. Thì giai đoạn này thì chúng ta đương nhiên là chúng ta nắm giữ cổ phiếu và có thể mua các cổ phiếu. Tuy nhiên các anh chị cũng phải lưu ý rằng là khi mà giai đoạn như thế này này nó xảy ra thì nó là cái cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên nó cũng là cái giai đoạn mà chúng ta phải hết sức cẩn thận. Và cẩn thận ở đây là gì? Bởi vì các anh chị thấy rồi. Bao giờ khi thị trường chạy nước rút, cổ phiếu chạy nước rút, đúng không ạ? Thì sau một giai đoạn chạy nước rút thì nó sẽ điều chỉnh khá là mạnh. Do vậy là chúng ta phải rất là thận trọng. Anh chị nhé, thì cái chiến lược ở giai đoạn này này. Rất nhiều anh chị sau khi mà kiếm được tiền ở đây này thì anh chị bắt đầu tăng vốn chị nhé, nó giống như giai đoạn như này này, các anh chị thấy như này. Nhưng mà lúc đầu thì thông thường thì mình cũng chia sẻ các anh chị xem lại cái kênh Thao Chứng Khoán nhé, thì bản thân mình cũng chia sẻ quan điểm là chúng ta mua và nắm giữ cổ phiếu kể từ những cái giai đoạn sideways này, này đúng không, kể những từ những cái giai đoạn sideways này mình cũng đã chia sẻ cái quan điểm mua cổ phiếu rồi. Và từ đó đến đây chúng ta đã mua và nắm giữ cổ phiếu từ rất là lâu rồi đúng không, kể cả những cái dòng bất động sản đúng không, chứng khoán mình cũng đã nói rất là nhiều đúng không ạ, cả thép anh chị xem lại có thể thấy rằng mình nói rất là nhiều về chứng khoán trước đó rất là lâu rồi nhé, kể cả những cái giai đoạn mình nhận định là có giai đoạn gọi là trước một cơn sóng hay trước một cơn bão đấy đúng không, thì khi mà nhiều dòng cổ phiếu mạnh thì đương nhiên nó sẽ là trước một cơn sóng đúng không ạ, và những cái giai đoạn mấp mé giữa cổ phiếu chứng khoán và cổ phiếu ngân hàng trước đó đúng không ạ, mình cũng thấy rằng là có thể nó có những cái rủi ro đúng không, và từ đó mình cũng đã có những cái cách chia sẻ, cách tiếp cận, cách mua vào cổ phiếu, cách tìm các cái dòng cổ phiếu của các anh chị đúng không. Tuy nhiên là giai đoạn hiện nay này chúng ta ở đây là chúng ta sẽ phải phải thận trọng anh chị nhé, phải thận trọng. Thị trường lên như vậy chúng ta nắm giữ cổ phiếu, tuy nhiên cái việc mua đuổi chúng ta phải rất thận trọng nhé, chúng ta phải phân dòng cổ phiếu ra, cổ phiếu nào chạy nước rút, dòng nào chạy nước rút đúng không ạ. Nếu chúng ta mua đuổi thì nếu mà thị trường điều chỉnh thì sao, các cái cách thức quản trị danh mục, các cách thức bán như thế nào. Thì lúc nãy trở lại cái câu chuyện mình chia sẻ với các anh chị á, rất nhiều các anh chị ở giai đoạn thị trường đi ngang này thì chúng ta không mua đúng không, chúng ta lo lắng thị trường, sau đó chúng ta đã kiếm được những cái lợi nhuận nhất định,
Và khi chúng ta kiếm được những cái lợi nhuận nhất định thì chúng ta bắt đầu tăng vốn. Và khi chúng ta tăng vốn thì chúng ta sập ở bên kia sườn dốc, đúng không? Thì khi mà các anh chị mà sập ở bên này sườn dốc thì các anh chị hoàn toàn sẽ mất toàn bộ những cái lợi nhuận ở đây. Và các anh chị lại thậm chí lỗ vào nữa, là bởi vì sao? Bởi vì khi mà các anh chị lại lợi nhuận được thì các anh chị đi vốn với cái mức vốn nhỏ, đúng không? Nhưng các anh chị mất thì các anh chị mất ở cái số vốn lớn, đúng không ạ? Các chị đồng ý cách tiếp cận đâu ạ? Các anh chị nào mà đang nắm giữ cổ phiếu, đặc biệt các cổ phiếu các cái nhóm tăng rất là mạnh như là bất động sản, xây dựng hoặc chứng khoán, các anh chị cảm thấy rất là hào hứng, đúng không? Các anh chị chỉ muốn tăng vốn thôi. Hàng ngày chúng ta chỉ muốn là có cái thời gian để chúng ta nói chuyện về chứng khoán, về cổ phiếu, đúng không ạ? Về những cơ hội kiếm tiền của mình, và kể cả những cái kế hoạch mua sắm sắp tới, các cái một kế hoạch đầu tư sắp tới khi chúng ta rút ra khỏi thị trường, đúng không ạ? Thì giai đoạn này nó là giai đoạn mà thị trường sẽ là nguy hiểm anh chị nhé. Do vậy là mình cũng lưu ý là giai đoạn này là nắm giữ cổ phiếu, quản lý cổ phiếu, chúng ta cũng có thể mua bổ sung cổ phiếu. Tuy nhiên là giai đoạn này không phải là giai đoạn mà chúng ta đánh vốn lớn nữa. Chúng ta vẫn phải giữ cái quy mô vốn từ đầu nhé. Anh chị, ta vẫn phải giữ quy mô vốn từ đầu. Tránh là khi điều chỉnh ở đây chúng ta mất rất nặng ở phía này. Đấy thì đó là những cái thông tin mình chia sẻ. Còn thị trường thì cơ bản đang lên rất là tốt nhé, đang chạy nước rút rất là tốt. Số lượng cổ phiếu tốt như mình vừa nói tăng rất mạnh. Điểm số trung bình của các cổ phiếu mạnh thì cũng tăng tốt, đúng không? Liên tục đi lên vượt đỉnh, tăng 0,8%. Các cái nhóm ngành hiện nay mạnh nhất các chị có thể thấy nhé, là mình so sánh từ ngày 27 tháng 10 ấy. Hôm nay là mùng 8 tháng 11 mà, đúng không? Các chị thấy những cái dòng rất là mạnh. Đây, như dòng tại sao từ ngày 27 tháng 10 đến mùng 8 tháng 11, đúng không ạ? Các chị thấy đây, mình so sánh từ cái ngày mà bắt đầu nó bứt phá rất là mạnh trên MA10. Mình so sánh từ ngày này đẹp gì để tìm các cái dòng mà nó bứt phá mạnh trên thị trường chung, đúng không? Thì khi chúng ta chọn đúng những cái dòng mạnh trên thị trường chung thì nó sẽ có tiếp tục đi lên tiếp gì nhé. Thì nếu mà ưu tiên chọn cổ phiếu thì các anh chị bao giờ phải chọn những cái nhóm cổ phiếu như là chứng khoán, dịch vụ bất động sản, nông sản, xây dựng xây lắp, bất động sản, lốp, hóa chất chuyên dụng, linh kiện thiết bị điện, khai thác gỗ. Xong rồi ngân hàng, này thì nó cũng mạnh trên thị trường chung rồi nhưng mà nhiều cổ phiếu nó đang xu xuống, nó không phải đẹp. Quần áo phụ kiện, hóa chất cơ bản và sản xuất gia dụng lâu bền. Ngoài ra có một số hai dòng dòng mình thấy hôm nay cũng tăng khá mạnh, mặc dù đang yếu ở thị trường chung, cũng như là dòng sản xuất thực phẩm và dịch vụ vận tải. Nhất thì khi các anh chị nắm giữ những cái dòng cổ phiếu này này thì kiểu gì anh chị cũng kiếm được tiền, đúng không? Mình nói rồi, bao giờ khi mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu á, cổ phiếu mà lên á thì nó có 30% đến từ thị trường chung, 40% đến từ nhóm ngành và 30% đến từ chính cổ phiếu đó, đúng không? Do vậy là khi mà giai đoạn thị trường chung rất là mạnh, rất là rực rỡ như thế này thì kể cả đồ thị cổ phiếu có xấu một chút xíu như nó ở trong một cái nhóm ngành đẹp thì kiểu gì nó cũng lên chị nhá. Đó là cái nguyên tắc. Thì hôm nay các cổ phiếu nào cho các cái điểm mua bùng nổ và các cái điểm mua mà test lại kiệt vôn thì chị có thấy này, đây là file Excel mình gửi tặng cho các anh chị ở trong nhóm VIP nhé. Các anh chị mà không thuộc nhóm VIP thì có thể là like video và comment video, sau đó thì inbox cho mình qua Zalo thì mình sẽ gửi tặng anh chị cái file này. Thì file này giúp cho anh chị cái điều gì? Thứ nhất sẽ giúp cho anh chị tìm được các cổ phiếu mạnh nhất. Cái gì rất đây thì những cổ phiếu mạnh nhất. Những cổ phiếu này vừa tăng giá rất mạnh lại vừa có dòng tiền vào anh chị nhé. Xem các cổ phiếu bùng nổ. Cái gì số 1 nhé. Đúng không? Hôm nay các cái dòng nào bùng nổ anh chị có thể hoàn toàn nhìn thấy ngay. Đây ví dụ như là dịch vụ bất động sản, số cổ phiếu này, chứng khoán này, vận tải này, hóa chất cơ bản này, lốp này, thủy nông thủy sản này, phẩm này, thiết bị vật liệu xây dựng này. Đó thì chị hoàn toàn có thể thấy được ở đây. Các cái nhóm cổ phiếu tốt, thông thường là những cái nhóm trên MA10 là những cổ phiếu tốt rồi. Chị nhé, tốt và mạnh. À, cái nhóm cổ phiếu kiệt vôn nhé, kiệt vôn này thì nó sẽ chủ yếu liên quan đến cái tìm các cái điểm mua sớm. À, cổ phiếu lên kênh trên nhé, chúng ta sẽ chọn những cổ phiếu lên kênh trên. Thì hôm nay các cổ phiếu nó cho điểm mua bùng nổ thì các chị có thể vào đây chọn các cổ phiếu. Đây, ví dụ như là có một số cổ phiếu, thứ hai mình chọn ưu tiên theo dòng trước. Nhá, thứ nhất là dòng bất động sản này, có đất xanh này, chứng khoán SSI này, dịch vụ vận tải có TCL và ILB nhé. Cái gì là đất xanh? Đấy, đất xanh này để mua vùng nổ của nền này, các chị thấy này, đúng không? Đây là một cái nhịp này, đây là vùng kháng cự cũ của nó này, ở mức 25 đúng không? Các chị xem nó kéo được một nhịp này, 37% này, đúng không? Rũ này, test Cuba này, thì hôm nay vùng nổ nó chạy thôi, đúng không ạ? Đấy, đây là SSI. SSI đây hôm nay là 31 triệu cổ phiếu này anh chị thấy đấy, đúng không? Đây là ranh giới của các anh chị thấy mình vẽ cái này từ rất lâu rồi nhé, đúng không? Sau một cái nhịp mà đây lên này, đúng không? Xong đây là một giai đoạn sideways này,
Nó rũ về đây này, thì đây là một cái spring này, các chị thấy nó rũ này, rũ không chết đúng không? Rũ không chết kéo lên thì một spring, đây là một nhịp chạy rất là mạnh đúng không? Hôm nay điểm bùng nổ chị nhé. ILB, ILB. Đấy, nay ILB đây điểm bùng nổ này. Đấy vượt nền này, đúng không chị? Đây đây là những cái phiên spring này, sau nó kéo lên này đúng không? Xong nó rút thêm cho chúng ta một lần nữa đây, nó rút thêm một lần nữa ở đây. Đúng không ạ? Thì các chị từ đây nó là xu lên rồi nhé, từ đây này đến đây là bị thủng đúng không? Sau giờ xu lên là các cái ra điều chỉnh sau nó sẽ cao hơn điều chỉnh trước đúng không? Nhưng mà cái này này điều chỉnh nhiều hơn cái này này, cái này cao hơn cái này này đúng không? Cái này phiên này cao hơn phiên này này, như vậy nó là xu lên. Thì cái mà chúng ta thấy là nó spring ở đây này các chị nhé, có thể coi đây là một cái điểm test nhé. Thì hôm nay để mua bùng nổ thôi. LB và TC là rồi đúng không ạ? TC đây chị thấy đúng không? Đây là cái nhịp sideways của nó này đúng không? Rất là kiệt vôn này, tăng dần này, rũ bỏ này, test cung ba này đúng không? Thế nên bùng nổ thôi. Thì có bốn cổ phiếu nữa nhé. Có bốn cổ phiếu này thì có thể để coi là cổ phiếu cho điểm bùng nổ. Còn cổ phiếu kiệt vôn ở đây thì thôi, mình sẽ không chọn các cái cổ phiếu mà những cái nhóm tích lũy yếu hơn thị trường chung đó, mà chỉ chọn các cái nhóm mạnh hơn thị trường chung thôi. Thì anh chị thấy cái dòng bất động sản này nó đang mạnh hơn thị trường chung này, thì mình sẽ chọn Khang Điền và VLC. Anh chị nhé, Khang Điền này, KDH này. Đấy, KDH thì đây là một cái nhịp chạy này, đây là một nhịp rũ này, đây là một cái phiên test cung ba này, mua vào này, đây điều chỉnh khối lượng thấp này đúng không? Bán chết phiên này này, test lại phiên này này. Đấy thì Khang Điền nhé, VLC. Đây là một cái nền, ta thấy một cái nền này, đây là rũ này, test cung ba này đúng không, điều chỉnh này. Đấy như này, phiên này là test lại phiên này này. Đấy thì anh chị có thể hai cổ phiếu này có thể quan sát được nhé. Nó là không, không hẳn là mua kiệt vôn trong nền đâu, mà nó là mua cái mua nó bắt đầu đang chạy anh chị nhé, mua test lại thôi. Đã sau khi một nhiều cổ phiếu chạy đấy thì chúng anh chị có thể theo dõi một số cổ phiếu đó. Thì đi vào cái phần tiếp theo là cái phần đánh giá danh mục theo yêu cầu các anh chị ạ. Thì ở đây thì thông thường nếu các anh chị nắm giữ các cái dòng này này, chứng khoán, bất động sản, nông sản, xây dựng và phát triển đầu cơ bất động sản này, thì cơ bản là các cái dòng cổ phiếu đẹp thì các anh chị yên tâm, các anh chị không phải suy nghĩ nhiều nhé. Thì nguyên tắc của mình á, mình thì sẽ không đi vào tràn lan anh chị nhé, mình sẽ không đi tràn lan. Ở đây ý là điều gì, tức là mình sẽ nguyên tắc của mình đi là mình sẽ đi từ top down, tức là đi từ trên xuống, mình đi từ thị trường chung tốt, thị trường xấu là mình sẽ không phân tích đâu anh chị nhé. Thì thị trường chung tốt, xong đến nhóm cổ phiếu tốt, nhóm cổ phiếu tốt, xong đến phân tích cổ phiếu tốt đúng không ạ? Còn những cổ phiếu nào không được phân tích thì thường là những cổ phiếu không tốt, đại loại thế. Thì để chúng ta tránh, nhiều khi là chúng ta sẽ đi vào lan man, chúng ta phân tích rất là nhiều những cái dòng mà nó sẽ mất thời gian cho anh chị nhé. Ở đấy thì các anh chị nếu mà giữ những cái dòng như thế này thì là sẽ yên tâm hơn nhé. Những cổ phiếu nào mà trên 30 chị yên tâm hơn nhé. Nếu mà thuộc cả cổ phiếu các anh chị thuộc các cái nhóm ngành này này mà trên 30 rồi thì không phải suy nghĩ gì cả anh chị nhé, không chưa phải suy nghĩ gì cả nhé. Thì phân tích thì anh chị có thể thấy cái dòng bất động sản này, này là cái dòng mà rất là mạnh đúng không? Cần nhớ những cái nhịp chạy của nó này, đối với mình là những cái nhịp mà cổ phiếu chạy nhé mà không thủng MA 10 thì là những cái nhịp chạy mà gọi là rất là đẹp nha anh chị nhé. Những cái cổ phiếu như này gọi là các cổ phiếu VIP đúng không? Bản thân mình cũng mua cổ phiếu này từ những cái giai đoạn nền này này. Nhá, đây là một cái nền này. Đúng không? Các chị thấy nó có thủng MA 10 đâu. Đúng không? Mình đang nói giá đóng cửa nhé anh chị nhá. Mình đang nói giá đóng cửa. Mình cũng chia sẻ với các chị rất nhiều nguyên tắc, nhiều lần cái nguyên tắc rồi đúng không? Đúng là trong cho ta lợi nhuận lớn, mà sai thì chúng ta sẽ sửa nhanh đúng không? Mà sai ở đây được hiểu là ví dụ thủng MA 10 thì chúng ta sửa như ví dụ IDG đấy, các chị thấy nó có thủng đâu. Cái này nó vẫn đang chạy tiếp một tắt mà, đúng không? Rất là đẹp. Cổ phiếu này chúng ta đều phát hiện nó ra để cho những cái điểm mua từ trước đó nhé anh chị nhé. Cổ phiếu này này, đấy. NRC nhé, cái này ok nhé, anh chị nắm giữ nhé. Hiện nay thì rất là khó để mua những cổ phiếu như thế này nhé anh chị, chúng ta rất là khó để mua, chúng ta nắm giữ thôi. Tôi mua 35, cái chị mua 35 mà sau sau một 35 ngày nào đây nhỉ, 35 đây, 37, 37 từ hồi 13 tháng 10 hôm nay mới có mùng 8 tháng 11 đúng không? Các chị được gấp đôi rồi đúng không? Các chị đầu tư một khoản tiền mà bây giờ nó tăng gấp đôi đúng không ạ? Sinh lời gấp đôi
NLC này, đấy, VC3 này, toàn những cổ phiếu đẹp. Các anh chị nắm giữ thôi nhé, nó chạy nước rút, chúng ta nắm giữ để kiếm tiền thôi, đúng không? Các anh chị nắm giữ những cổ phiếu này cho những cái cơ hội kiếm tiền rất là nhiều, đúng không? Đấy, CSC này, LDG này, đúng không? Hiện nay nó không có điểm mua đâu anh chị ạ, rất là khó để mua đấy nhá. Ví dụ những cái điểm như này này anh chị có thể mua, ví dụ như này này. Nó là những cái điểm 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 test lại, tức là điểm này này là test lại điểm này này. Nhưng mà nếu mua đây thì nó có vẻ là hơi xa nền, đúng không? Các chị thấy nó tăng được là 28 phần 20,8% rồi. Nhá, kể từ đây này đến đây này là nó tăng cho anh chị là 27,8 rồi, trăm rồi, thì việc mua là nó hơi hơi khó nhé, khó đấy. Thì cơ bản là chúng ta hiện nay nắm giữ thôi, những cái dòng này nắm giữ thôi. Đấy, đích này thì khả năng sẽ tạo thêm một cái, các chị thì hối lượng nó bao kiệt dần, nếu mà nó kiệt dần thì khả năng nó sẽ tạo thành một cái nền ở đây. Nhưng mà hiện nay thì chưa vấn đề gì, các chị thấy sau khi một nhịp chạy này, đây là một cái uptrend này. Nếu uptrend này các chị mà coi nó là rủi ro thì các chị có thể bán bớt 30%, nhưng mình nói về mặt nguyên tắc. Sau đó thì chúng ta vẫn nắm giữ. Nếu mà sau một uptrend là một cái phiên bán giá mạnh thì nó sẽ rủi ro, nhưng mà sau một uptrend lại là một phiên mua vào, đúng không? Thì nó lại trở thành bình thường, đúng không? Cái phiên này nó sẽ hóa giải phiên này, nó reset lại phiên này. Và như này thì khả năng là thêm một nền nữa anh chị nhé. Đấy, nói chung dòng chứng khoán, dòng bất động sản này thì rất là đẹp, nhưng mà đa phần chúng ta nắm giữ thôi. Đất xanh là hôm nay cho điểm mua này, đúng không? Đấy, năm long này, năm long thì nó đang hình thành một cái nhịp đây này, chúng ta có thể kéo lên anh chị nhé. Đấy, tìm các cái điểm mua khác. Còn nếu cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta cứ nắm giữ chặt cổ phiếu đó, các anh chị không phải suy nghĩ gì cả. Đấy, như này ok, nó vẫn trên MA10, nó có thủng đâu, đúng không? Chả thủng gì cả. Đấy, cổ phiếu này thì có thủng TDC này, đúng không? Xong một nhịp rũ này, rũ không chết lại kéo lên này, lại lên tiếp nhiều nữa anh chị nhé. Đấy, EGC. EGC. Đấy, PVL. Nói chung các cổ phiếu bất động sản này rất đẹp, như này vẫn ok nhé, không vấn đề gì anh chị nhé, chả vấn đề gì cả. HAR đấy, đúng không? Cái chạy rất là kinh. FPD nhé, đúng không? Cái gì nắm giữ. Nói chung dòng bất động sản này mua tuổi thì hơi khó. SM này, TA này, nó chả thèm thủng MA10 cho, đúng không? Cái gì thấy mỗi cổ phiếu tích này là có vẻ còn thủng MA10 đây, còn các cổ phiếu khác còn chả thủng MA10, khối lượng kia dần này, đúng không? Có thể theo dõi được, đều chạy rất là kinh, đúng không? Cái gì nhé, một số cổ phiếu phía dưới này thì nó sẽ thanh khoản kém hơn hoặc là xấu hơn nhé, thiếu khối lượng này. Đấy, Khang Điền này là có, các chị thấy phiên này nó test lại phiên này, khối lượng như này thấp nhé, hoàn toàn chúng ta có thể mua được, xem xét cân nhắc cái mua đấy, mình có nói rồi. VIX, thế VIX thì đang nó vẫn là xu xuống anh chị nhé, nó chưa tạo được xu lên nên chúng ta chưa quan tâm đến nó. NLN, NLN đây là một nền này, đây là một nền rũ này, quay lại thì có thể chạy, có thể tiếp tục chạy được anh chị nhé. Đấy, ITC. Đây là một nhịp này, anh chị có thể coi đây một nhịp nghỉ này. Chung các cổ phiếu phía dưới này thì nó xấu hơn một chút, nhưng anh chị thì đều tăng rất kinh này, VLC này, đúng không? Hôm nay có thể là điểm mua đấy nhé. NTL là một nhịp rũ này, đúng không? Thì phiên này rút chân lên này, ba phiên này đều có vẻ rút chân lên, nhưng mà nó chưa rõ nét anh chị nhé. Nói chung dòng bất động sản thì ok. Dịch vụ bất động sản, nông sản và xây dựng. Chứng khoán nhé, chứng khoán này quá ngon rồi, đúng không? IVS nắm giữ này, PIC nắm giữ này, BSI nắm giữ này, TCL nắm giữ này, BSI nắm giữ này, đấy. IVS nắm giữ, các chị đều rất là mạnh, rất là đẹp. Nó dòng chứng khoán này sẽ giúp anh chị kiếm được nhiều tiền vào chứng khoán đây nhé. CM, HCM này bùng nổ nhé.
chung dòng chứng khoán nó rất là mạnh, các anh chị nắm giữ nhé, cứ nắm giữ thôi nhé. Nông sản và xây dựng xây lắp. Sản đây. Đúng không? IDI anh chị thấy nó chạy tiếp một tắt. Đấy đúng không? TID chạy tiếp một tắt, khi chạy như thế thì các anh chị mới tìm được các cái nhóm này chứ đúng không? Nông sản đấy chứ đúng không? Đấy, ANV. Đấy. TAR nhé các anh chị. Những cổ phiếu như này các anh chị cứ nắm giữ thôi nhé. Cho siêu lợi nhuận EGS, SGF này đúng không? Rất là mạnh, ACL này rất là mạnh này. Đấy, các cổ phiếu nó rất đẹp. Rất là mạnh. Vậy thì các chị cứ xem, mà nếu các chị nằm ở trong nhóm trên này cơ bản ok thì chị nhé, mình sẽ đi thêm cái nhóm bất động sản. Bất động sản một chút, bất động sản hóa chất. À quên, xin lỗi, mình sẽ đi vào xây dựng. Xây dựng và hóa chất. Và bất động sản đã đi rồi, xây dựng và hóa chất. Xây dựng này. Đấy, PDB này chị chạy rất là kinh này đúng không? IDC này đúng chạy rất là kinh. Đấy, HVC xong một nhịp chạy này để mua bùng nổ này, các chị thấy đúng không? HVC chúng ta hoàn toàn phát hiện những cổ phiếu này nhé vào ngày 22 và sau một nhịp này à, vào ngày 22 nhé, là tăng giá từ 17 lên đến 22 rồi, rất là mạnh đúng không? Các chị thấy giai đoạn này gần như kiếm tiền rất là dễ với thị trường chứng khoán đúng không? Gần như các chị mua mã nào nó cũng lên, mua mã nào cũng thắng đúng không? Đấy, CI này rất là mạnh nhé, đều ok, đều nắm giữ hết được nhé anh chị, rất là đẹp. Mấy cổ phiếu bên dưới này chỉ số một chút thôi, đều rất là mạnh. THG thì đều tăng mạnh này. Rất là mạnh luôn. Thế vừa vật liệu xây dựng này mạnh hơn này, VGC này, ACC này đều rất là mạnh, BTV rất là mạnh, NAG thế, những cái cổ phiếu rất là mạnh. Mình lướt một chút về cổ phiếu ngân hàng cho các chị xem nhé. NHB này, trong dòng ngân hàng thì yếu, không không mạnh, nhưng chị nhân nó không mạnh. Mặc dù là nó đã mạnh hơn thị trường chung đấy nhá, nhưng mà nó nhìn đồ thị này, hướng xuống này, STB cũng xuống này, không ăn thua, khó trong ngân hàng thì khó. Hóa chất chuyên dụng đúng không? Hóa chất chuyên dụng thì hôm qua mình có chia sẻ với các chị mua các cổ phiếu hóa chất chuyên dụng đúng không? Ví dụ như hôm qua có bảo các anh chị mua PBM này, đúng không? Mua bảo các anh chị mua DCM này, đúng không? Bảo các anh chị mua SFG này, đúng không? Thì nay đều chạy ok nhé chị nhé. Đó. Ok, thì hôm nay mình review một số những cái dòng cổ phiếu như vậy thôi anh chị nhé. Thì anh chị có câu hỏi nào có thể là comment vào phía dưới của video nhé. Xong mình sẽ giải đáp và mình các cái làm các cái video tiếp theo, mình sẽ giải đáp các câu hỏi của anh chị. Thì anh chị có thể đặt các câu hỏi về các cái phương pháp đầu tư, cách thức đầu tư, cách thức tiếp cận thị trường và kể kể cả trong giai đoạn thị trường hôm nay anh chị nhé. Thì mình hy vọng là với các cái thông tin ở đây thì cũng phần nào giúp ích cho các anh chị hoạt trong hoạt động đầu tư của mình. Và thì các anh chị đừng quên subscribe kênh cũng như nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ Thao Chứng Khoán. Ok, cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn.